Xin chào các bạn, Ngân lại tiếp tục trở lại với bài học số 2 trong chuỗi 2 bài học để giúp các chị em có thể dễ dàng bán được ít nhất là 5 sản phẩm trong vòng tối đa là 3 ngày nhé. Hãy nhớ đó là mục tiêu của chúng ta, ít nhất phải bán được 5 sản phẩm trong vòng 3 ngày đầu tiên, phải hoàn thành cái đơn hàng của khách sỉ và sau đó lên đơn hàng chi nhánh ngay trong 3 ngày đầu tiên nhé. Mọi chuyện vô cùng đơn giản, hãy làm đúng và đủ theo những gì mà Ngân hướng dẫn nhé. Các bạn đã xem ở video số 1 thì chúng ta có bài tập gì ạ? Bài tập của chúng ta đó là thực hiện bài tập trải nghiệm sản phẩm và đăng chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Và các bạn đã thực hiện chưa ạ? Nếu bạn nào chưa thực hiện, hãy ngay lập tức quay lại video số 1 xem nó và thực hiện nó trước khi xem cái video số 2 này nhé. Nếu như mà bạn không thực hiện video số 1 thì chúng ta rất là khó khăn để chúng ta có thể thực hiện được video số 2 đấy. Và trong video số 2 này thì Ngân hướng dẫn đến các bạn một kỹ thuật số 2. Kỹ thuật số 2 này cũng là một kỹ thuật vô cùng đơn giản mà các bạn cũng chưa cần bán hàng. Hãy nhớ, chưa cần bán hàng nhưng lại bán được hàng. Chưa cần bán hàng nhưng lại bán được hàng nhé. Đó mới là kỹ thuật cao siêu của chúng ta nhé. Và kỹ thuật này thì vô cùng đơn giản. Đó là gì ạ? Đó là người châu Á chúng ta, đặc biệt người Á Đông của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta rất là coi trọng cái việc mở hàng đúng không ạ? Đầu năm hay đơn giản buổi sáng thôi, mở cửa hàng ra có một bà khó tính vào nhặt lên nhặt xuống, chê lên chê xuống đi ra. Trời ơi, đốt vía cả ngày cũng không hết đúng không ạ? Hay là đầu năm có một bà vừa bước vào mua hàng chửi bới bới nhặt lên xuống chê bai đắt rác đi ra, thử tứ tung sản phẩm lên không mua sản phẩm nào đi ra. Trời ơi, cả năm cả tháng đen kinh khủng luôn. Và đặc biệt chúng ta mới bắt đầu kinh doanh ngày đầu tiên như thế này thì việc mở hàng của chúng ta lại còn quan trọng hơn nữa. Việc mở hàng này của chúng ta nó sẽ quyết định toàn bộ quá trình kinh doanh của chúng ta sẽ gặp được những người khách hàng như thế nào. Nếu như chúng ta lựa chọn cho chúng ta những người khách hàng dễ tính, nhiệt tình, sởi lời đầu tiên, những người mở hàng cho chúng ta đầu tiên, thì việc kinh doanh của chúng ta sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Ngược lại, nếu như mà chúng ta mới mở hàng, chúng ta đã gặp những người khó tính ơi là khó tính, thì rõ ràng là cái công việc bán hàng các bạn sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Và có rất là nhiều bạn thì có thể đăng lên là em mở hàng, em tìm người sinh năm bao nhiêu mở hàng cho em. Nhưng đó là cái việc mở hàng của các bạn là mở hàng hoàn toàn bị động. Người ta, cái người mà bạn muốn họ mua thì chưa chắc họ đã mua cho bạn, mà người mua cho bạn thì lại chưa chắc là người có thể đem lại cái vía tốt cho bạn, đúng không ạ? Vậy thì lúc này của chúng ta cần chủ động tìm cho chúng ta người để giúp chúng ta mở hàng, giúp cho công việc kinh doanh của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Và công việc của các bạn là gì? Đó là hãy giúp Ngân liệt kê ra danh sách từ 15 đến 30 người. Liệt kê từ 15 đến 30 người nha. Chị nào ít nhất thì hãy liệt kê cho em Ngân 15 người, còn chị nào có nhiều mối quan hệ tốt hơn hãy liệt kê cho Ngân 30 người. Và 15 đến 30 người này là những người gì ạ? Thứ nhất là người mà chúng ta quen biết. Thứ hai, điều này cực kỳ quan trọng, người này là người mà cực kỳ là người nhiệt tình, dễ tính và sởi lời. Nhiệt tình, dễ tính và sởi lời. Ví dụ như em Ngân chẳng hạn, mình cũng là một người mà nếu như ai đó gọi điện nói là Ngân ơi, chị chuẩn bị kinh doanh sản phẩm này và chị muốn nhờ em là người mở hàng cho chị, bởi vì em là một người rất là nhiệt tình, dễ tính và chị rất là quý em, thì em mở hàng cho chị nhé, thì chắc chắn là mình sẽ ngay lập tức mình mua hàng cho họ luôn. Và các bạn cũng như vậy, chúng ta cũng cần tìm cho chúng ta những người nhiệt tình, dễ tính, sởi lời, để sau này công việc kinh doanh của chúng ta hy vọng là chúng ta toàn gặp những người dễ tính như thế thôi. Và hãy liệt kê cho em Ngân ít nhất từ 15 đến 30 người nhá. Trong đó có thể là có người thân của chúng ta này, bạn bè của chúng ta này, chị em chúng ta này, người cùng cơ quan này, người cùng khu nhà ở, khu trọ, cùng chung cư này, hàng xóm của chúng ta này, hay là bạn bè trên Facebook, là những người mà chúng ta thường xuyên trao đổi, thường xuyên nói chuyện mà chúng ta thấy rằng cái bạn này là người nhiệt tình và dễ tính. Và hãy liệt kê cho em Ngân ít nhất là từ 15 đến 30 người, hãy nhớ 15 đến 30 người nhá. Và việc này để làm gì ạ? Việc này để chúng ta sẽ tìm kiếm người mở hàng cho chúng ta. Và đừng quên những người rất là quan trọng, những người cực kỳ quan trọng là những người mà đã comment trong cái status, trong cái bài đăng của chúng ta khi hôm trước chúng ta chia sẻ về việc mà chúng ta chia sẻ trải nghiệm về sản phẩm đấy, thì chúng ta có rất là nhiều người comment ở đó. Và hãy nhớ danh sách đó, hãy để vào danh sách 15 đến 30 người này đi. Hãy để vào danh sách 15 đến 30 người này đi và hãy đảm bảo những người này là những người nhiệt tình, dễ tính và sởi lợi nhá. Thì như thế chúng ta bán hàng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và bây giờ việc của các chị đó là chúng ta sẽ có thể là chat, chúng ta có thể là gọi điện. Và chúng ta sẽ gọi điện cho những người mà là những người không phải là những người comment của chúng ta trước nhá. Những người đã comment trong cái bài đăng của chúng ta thì chúng ta sẽ để ngày mai chúng ta gọi tẹp
những bạn đó. Và ngày hôm nay các bạn hãy liệt kê cho Ngân những người mà các bạn quen biết, có thể là người thân, có thể là chị em bạn bè, có thể là hàng xóm, có thể là cùng cơ quan, đồng nghiệp, những người nhiệt tình và dễ tính và thường xuyên là những người mà chúng ta có quen biết và qua lại với họ. Hãy liệt kê ra và bây giờ hãy nhấc điện thoại lên hoặc là nhắn tin cho Ngân trên Facebook hoặc Zalo và nhắn cho họ là gì. Các bạn sẽ thực hiện đúng như mình nói nhé. Ví dụ như mình gọi cho chị Hương chẳng hạn. Chị Hương ạ. Em Ngân đây. Đợt này chị khỏe không? Bên kia trả lời nha. Bây giờ thì mình sẽ nói là chị ơi, em bảo này, đợt này là em đang tập tành kinh doanh, đang máu me tập tành kinh doanh, mà em bán cái sản phẩm son này là cái sản phẩm mà em dùng rồi em thấy rất là thích, thì em mới muốn tập tành kinh doanh thử xem, tại đợt này cũng rảnh quá. Bên đầu dây kia thì họ có thể trêu chúng ta một câu gì gì đó, đúng không? Và bây giờ nói là em bảo này, em lại đang muốn tìm người mở hàng cho em ấy. Người mở hàng cho em mà em thấy chị là người rất là nhiệt tình và dễ tính, thì em cũng muốn mời chị là người mở hàng cho em, để em có thể may mắn gặp được thật nhiều khách hàng nhiệt tình và dễ tính sau này. Sau này mà chị bán cái gì muốn mở hàng thì cứ gọi cho em nhá, nhưng hôm nay mở hàng cho em đi. Đấy, chúng ta nói như thế. Và nếu như là bạn thì Ngân hỏi bạn, bạn sẽ có từ chối khi người quen của chúng ta gọi điện cho chúng ta và nhờ mở hàng một sản phẩm gì đó, đúng không? Không cần giới thiệu quá nhiều về sản phẩm, mà chúng ta cứ nói là chúng ta cần người mở hàng, bởi vì thực tế chúng ta cần người mở hàng để công việc kinh doanh của chúng ta thuận lợi. Và lúc này thì người thân bạn bè của chúng ta có thể sẽ có những người trả lời như thế này: mở hàng á? Mở hàng bán sản phẩm gì? Giới thiệu chị xem nào, đúng không? Lúc này thì đây này, em nói chị nghe nha, em đầu tiên ý là em mua cái sản phẩm này về dùng. Em mua cái sản phẩm son này về dùng mà em dùng em thấy thích quá. Em dùng nó thích lắm, nó có hai đầu, một đầu dưỡng, một đầu son lì, mà dùng nó mịn môi cực kỳ, dưỡng môi cực kỳ luôn. Em thích quá nên em mới, đợt này cũng đang rảnh, công việc thực sự cũng đang rảnh nên là cũng muốn kiếm thêm ít thu nhập, thì em thử kinh doanh cái này, chị ủng hộ em đi. Đấy. Xong rồi sẽ có những người thì nói với bạn rằng là làm gì có tiền, bây giờ làm gì có tiền mà mua, làm gì có tiền mà ủng hộ. Thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Vô cùng đơn giản. Gom có hơn 200.000 em gái kinh doanh mà không mở hàng ủng hộ được, ngày mai mà em gặp khách hàng khó tính là em bắt đền chị đấy nhá. Người ta chọn mặt gửi vàng như thế mà không ủng hộ à? Đấy là cách trả lời thứ nhất. Hoặc cách trả lời thứ hai, nếu như người mua của chúng ta vẫn, người mà chúng ta nhờ mở hàng vẫn tiếp tục từ chối, ui không có tiền đâu, hay là hoặc là người ta có thể nói là hay bán chịu cho chị đi, đúng không? Có thể nói bán chịu cho chị đi. Vậy thì lúc này làm nào? Đơn giản thôi. Đây em đưa, mai em ship qua em đưa chị dùng nhá. Dùng hợp, dùng thích thì lấy tiền. Dùng hợp, dùng thích, bao giờ lấy lương thì trả tiền em. Còn không thì thôi em lấy lại, bởi vì sản phẩm này em dùng rất tốt em mới đưa cho chị dùng. Còn không thì em đã không đem ra bán như thế, chị cứ đem về dùng đi. Đấy, đấy là cái cách mà các bạn có thể tìm những người nhiệt tình và dễ tính để mở hàng cho chúng ta. Và danh sách của chúng ta sẽ cần tối thiểu là 15 người và tối đa là 30 người. Việc của bạn đó là gì? Đó là chúng ta gọi điện hoặc chúng ta nhắn tin cho những người mà chúng ta sẽ nhờ mở hàng, để họ giúp chúng ta là những người đầu tiên dễ tính và mở hàng cho chúng ta nhé. Và đấy là trong ngày thứ hai, thì bạn sẽ gọi cho Ngân những người mà nằm ngoài danh sách, những người comment trên cái bài post trên Facebook của bạn trước nhé. Và đến ngày thứ ba, thì bạn hãy gọi cho những người đó và hãy nhắn tin cho những người đó. Ví dụ như hôm trước chị Hương comment ở cái bài đăng của Ngân là khen là son, hỏi Ngân là son gì đấy, và mình comment lại là son gold chị ạ, em thấy dùng thích lắm mà em đang tính kinh doanh đây, chị nghĩ sao? Đó, và họ sẽ nói rằng nhập đi, chị thấy kinh doanh hay mà. Thì mình sẽ nói thế là bao giờ kinh doanh chị ủng hộ em nhé, đúng không? Thì bây giờ inbox cho họ hoặc là gọi điện cho họ, bảo alo chị Hương à, chị đây. Em bảo này, hôm trước cái son mà em đăng lên ý, em hỏi chị là có nên kinh doanh không ý. Đấy, em bảo này, em vừa mới nhập mấy cây về tập tành kinh doanh thử, mà bây giờ thì em đang cần người mở hàng cho em. Mà người mở hàng này lại không phải ai em cũng nhờ đâu, bởi vì người mở hàng này cần là người nhiệt tình và dễ tính cơ. Bởi vì em muốn người nhiệt tình dễ tính như chị mở hàng cho em, để công việc của em sau này trở nên thuận lợi hơn ý. Chị mở hàng cho em nhá. Đấy,
Đơn giản thế thôi. Và việc của bạn đó là gọi cho danh sách 15 đến 30 người đó để có những người mở hàng đầu tiên cho các bạn nhé. Hãy lưu ý công thức này cũng là một công thức vô cùng đơn giản. Và có những người mở hàng ngay trong ngày đầu tiên đã có thể bán được 5 sản phẩm hoàn thành đơn hàng chi nhánh. Thậm chí có những người bán được đơn hàng 2 triệu, bán được 20 đơn hàng ngay trong ngày đầu tiên rồi. Thì chúng ta đừng ngại ngần gì, bởi vì hãy nhớ đến công việc kinh doanh của chúng ta, đừng để phải đốt vía nha. Đừng để phải đốt vía bởi vì người bạn muốn mở hàng không mở, mà người bạn không muốn mở hàng lại mở cho bạn, khiến cho công việc kinh doanh của bạn trở nên khó khăn. Hãy nhớ điều này. Hãy nhờ những người thân của chúng ta, những người nhiệt tình, dễ tính mở hàng cho chúng ta để công việc kinh doanh của chúng ta trở nên thuận lợi hơn nhé. Và hãy nhớ, nhiệm vụ của các bạn đó là hoàn thành bán được ít nhất 5 đơn hàng đầu tiên trong vòng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, bằng công thức này bạn chắc chắn có thể làm được. Nếu như gọi đến 10 người, 15 người rồi mà không bán được gần đấy đơn hàng, vậy thì đừng nản. Hãy xem lại tệp khách hàng của mình đã thực sự là người dễ tính chưa, đã thực sự là người nhiệt tình chưa, và bạn đã nói đúng cách để họ giúp bạn mở hàng hay chưa. Hãy nhớ, bài tập này của chúng ta đó là chúng ta tìm người mở hàng, chứ chúng ta chưa giới thiệu sản phẩm để bán hàng. Và việc của chúng ta khi gọi điện nhấc máy lên cho người thân bạn bè của chúng ta đó là: em chuẩn bị kinh doanh công việc này mà em muốn tìm người để mở hàng cho em, mà người phải nhiệt tình dễ tính như chị cơ thì em mới muốn mở hàng cho em để em bán hàng được may mắn ý, thì chị mở hàng cho em nhé. Sau này chị bán cái gì mà muốn người tìm người mở hàng thì cứ tìm em nghĩ rằng em cũng là người dễ tính đấy. Đấy, chúng ta cứ nói như thế thôi là chúng ta có thể tìm được người mở hàng cho chúng ta rồi. Chưa vội vã, cứ đừng có vội vã ngồi nói về sản phẩm hay giới thiệu về sản phẩm gì cả. Chỉ đơn giản tìm người mở hàng và chia sẻ cái cảm xúc của bạn với sản phẩm đó thôi. Họ hỏi sản phẩm như thế nào, ui em dùng rồi em thấy thích lắm, như thế nọ như thế kia thì em mới bán. Đó, đó là nhiệm vụ của các bạn. Các bạn leader hãy giúp cho đại lý, hãy giúp cho sỉ và chi nhánh của mình có thể thực hiện bài tập này dễ dàng hơn nhé. Hãy hướng dẫn họ để họ có thể dễ dàng tìm được những người mở hàng dễ tính hơn nhé. Và rồi chúng ta đã hoàn thành cái cấp độ đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Và sang cấp độ thứ hai, đó là cấp độ mà Ngân đặt tên là bán hàng chủ động. Bán hàng chủ động thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.